Không phải, lòng dân nó kỳ lắm, lòng dân thấy người ta là tự nhiên nó không lòng dân nó hay, là nó biết, nó nhìn người đó biết là người đó khó khăn, chứ không phải tới mặt nhân nhân coi tội tội giờ bấm chữ số cho tiền là cái thằng đó không phải. Cái thằng mà lòng dân nó hay lắm, nó nhìn là biết nó khó khăn, nó giúp cái đỡ. Ví dụ giờ cái thằng này nó khó khăn, khó khăn đây không phải là giúp bằng tiền, khó cái khó cái người lòng dân nó thể hiện bằng cái gì, cái khó khăn của con người ấy, nó có nhiều thứ về thần, với tình yêu, rồi tiền, người sức khỏe mạnh yếu, thấy không? Mình giúp người ta ba cái này nè. Bây giờ nó đang thất tình, cái nói khuyên nó cho nó đừng có tự tử là sao cứu được mọi người, để không phải nhảy lầu sao, đúng không? Là cứu người là kiểu đó, chứ đâu phải đồng tiền. Thứ hai, thằng đang thiếu nợ, tới giúp nó. Bây giờ tao chỉ mày mua trả góp, ví dụ vậy ha. Bây giờ mình mua qua mượn này cả dần, nó chỉ nó cách đó để nó thoát cái nợ đó, chứ không phải mình bỏ tiền ra cũng là giúp người ta. Cái sức mạnh cũng vậy thôi. Bây giờ mày có tiền, mày học chí công nó rẻ tiền, hỏi vô kia vô. Bây giờ mày đi vô bệnh cao huyết áp hay là bệnh là loạn áp, vô bệnh viện quốc 100 mấy triệu sao, tiền đâu, nhà mày hai chồng có 6-7 triệu thôi, chồng cái công cha nó cũng là giúp người ta. Tức là cái gì nó giúp được người ta, cái gì giúp được, chứ không phải là cho tiền cho vô chùa nha. Cái lòng nhân nó thể hiện rất tự động, hoặc là người ta đang lên xe nó thuộc dốc, nó đang chở đồ rất xuống phụ bưng lên dùm nó, ví dụ vậy. Nhiều người nó kệ mẹ đi luôn á, mà thấy nhiều thằng nó chở rất là nhiều, rồi đứt dây thần nó rớt một đống, nó giữa đường là ai phụ nó vừa chỉnh nó vừa sao nó lấy. Mấy thằng mà chở công kềnh, nó chở đồ đi giao hàng hay gì á, thấy không? Rồi nó đang bây giờ nó ngừng xe mà bỏ xe tìm cách chôn sao, do chỉ cần người tới mình đưa lên cái cột lẫn mừng lắm rồi, nó đang dịnh vậy nó mó rớt không lấy được. Thì những tình huống nó ai giúp, hoặc là xe nó đang tụt dốc mà em có phụ mà đẩy, hoặc xe nó đang hết xăng mày kệ cha nó mày không lấy xe đi ra mà lấy cái tay chân mà đẩy cái xe ra tới cái xăng giùm nó, mày cũng không làm. Ví dụ những cái hiện tượng như là cái đạo đức này là nó chiếm tới 80% cái sự cái sức gọi là sống lâu của mày. Cái sống lâu là cái này, cái này là không bệnh nè, là một phước rồi. Cái phước sống lâu đó, cái thằng sống lâu không phải là luyện khí công nha. À, bây giờ tôi hỏi tao, như tao luyện khí công xe đụng tao chết sao? À đúng rồi, có chết đúng rồi. Vậy đâu có phải là sống lâu, chết có nhiều nguyên nhân, nhiều cái. Thôi vậy nhiều người nói đâu phải là luyện khí công là sống lâu, khí công phải có đức nữa. Bây giờ tao luyện tao không bao giờ bệnh, nó ra xe đụng chết, thấy nhiều thằng ngồi trong nhà ở ngoài đường đông vô nhà nó cán chết luôn. Có thằng ở như nhà từ cầu nó bay đông xuống cái nhà, nó chụp cái nhà đè chết. Có thằng đang đi thì tự nhiên có cái cây đó nó bóc cái đầu chết liền. Hỏi là sao? Nói là đi mưa mày đi sao mà nó đuổi cái cây ngay, cây có cây rớt ngay cái đầu nó, hỏi là chút xíu là hụt rồi, mà sao nó trúng ngay cái đầu nó. Mà người khác qua thì nó hụt, cái cây nó đổ từ từ nha, mà nó chết. Còn thằng đang ngồi vậy tự nhiên có cục đá nó bay bông rồi chết luôn. Như vậy là những cái đó là những cái đức không có, thành ra cái khí công nó phải luyện cái đức nữa. Bởi vậy đạo là khí, là luyện khí công, đức hai chữ trong người ta có hai chữ đạo và đức, chứ không phải chữ đức không. Đức là cái kia là lòng thương người, còn cái đạo là gì, là cái nào cũng có phương pháp, cũng có quy luật hết, phải làm theo quy luật thì khỏe. Như lái xe phải biết lái xe thì không bị đụng xe, còn sức khỏe phải biết tập khí công mới khỏe, còn muốn sửa được điện thoại phải học nghề sửa điện thoại. Cái đó là đạo của ngành điện thoại, đạo của cái ngành lái xe phải biết lái xe thì không lái ẩu, còn cái đạo của ăn uống phải ăn sao cho khỏe, chứ phải ăn tùm bậy tùm bạ. Đạo là vậy, tức là cái đạo là nó đúng, cái gì đúng mà nó có khi làm đúng sẽ lớn lên rồi chết đi chứ không có bệnh. Cái sự đúng là hay nè, nếu mà con người mà có đạo là chỉ đẻ ra lớn lên chết đi, không có chữ lão. Thành ra Phật giáo nó bỏ chữ lão ra, là bệnh á, chữ bệnh ra, sinh lão tử chứ không có bệnh nha. Cái đó là đúng đạo, còn sai đạo sẽ có bệnh. Lái xe đúng là không bao giờ có tai nạn, từ giờ chết không bao giờ tai nạn. Lái xe không có giỏi là có tai nạn. Cái gì đúng là nó không có lo. Cũng như bây giờ nấu cơm phải 5 phút đúng mới chín, chứ không thể là 3 phút. Cái đó là đạo của nấu cơm, nó có hết. Cái đạo là vậy, tức là cái quy luật và cái nguyên tắc nào là nó cả hàng triệu năm vẫn đúng. Như con người ta có 12 kinh, là triệu năm có 12 kinh, thì chỉ có 12 thức khí công, không thể nó có 13 được. Đó là cái đạo về khí.
người có tám kỳ kinh là có tám loại khí có tám kỳ kinh và 12 khí của 12 kinh, không thể nào có 21 khí. Thì trong khí công chỉ có 21 bài dính tới 20 kinh thôi, đó phải nắm. Thì cái thở này lát mình sẽ thở sao, cái này cái nắm, cái này lát thở này anh em về đó mình viết lại đó. Thì bây giờ cái thở đầu như nãy cái này đó, tờ số 1, tờ số 2. Anh về anh phải ngó cho kỹ rồi cái lúc nói cái này nó quay một cái tờ giấy không có đó. Thì bây giờ cái thở này đó là phải dùng nguyên tắc của trung tâm phong. Cái này của tại vì hồi trước bây giờ cái thở đang đều là khó tập lắm. Người đầu tiên là lão tử trời xanh là không thở được cái này liền. Cái ông dạng gọi là tỉnh khí công ra đời trước, nhưng mà ở đời đâu có ai ngồi tỉnh. Bây giờ anh là cái người động, anh bây giờ sáng mà ngồi vợ nó chửi ông ngồi hoài luyện công lo kiếp tiền ngồi thở. Thì cái môn thở tỉnh khí công nó tiến tới ở thời kỳ hiện đại coi như nó không thực hiện được. Tại 100 người hết 98 người nó cục cửa, nó không ngồi chỗ. Chỉ người tu hành mới luyện được cái tỉnh khí công thôi, đó là nguyên nhân. Nhưng thứ nhất bởi vì tỉnh khí công ra đời trước. Tỉnh khí công ra đời nó thở bằng đăng điền đó, lấy đăng điền nó thở là nó máu huyết nó chạy hết toàn thân liền, khỏe liền. Thì cái này rất khó liền. Sau đó là Hoa Đà, Đạt Ma, Trương Tâm Phong. Ba ông này nó dùng động công để giải huyết cái thở đăng điền. Tại vì cái người ta không có ngồi tập được. Nếu mà luyện có khỏe ngồi tập thì ở đời thì hiếm lắm. Thì bây giờ ông này phải vận động. Vận động để khí nó lưu thông. Để trường sinh bất lão. Cái kia nó ngồi không nó trường sinh bất lão gọi ông tiên. Cái kia nó gọi ông tiên là cái ông ngồi không á. Ông ngồi ông dài nó ngồi không khỏe. Còn bây giờ cái mấy ông này thấy cái này khó quá đi. Ông bắt đầu vận động là múa may. Đó là động công. Khi động công là luyện là thì tới Trương Tâm Phong á. Khi động công luyện thì tự nhiên ở dưới đăng điền nó phình lên mình xuống. Là cái mấy ông này tập cái ông mà Hoa Đà với Đạt Ma tập thì lâu ngày thấy cái đăng điền nó cũng tự động nó thở. Còn cái ông Trương Tâm Phong bây giờ thôi đi thẳng vô luôn. Tập xong nó thở liền thì ông chế ra cái bài đó. Bài nó học là đăng điền khí công và thái cực khí công. Nó khác với thái cực quyền à. Thái cực khí công. Thái cực cái công là luyện cái đăng điền thở chứ không phải là múa. Cái bài thái cực cái công là khi múa. Bài thái cực á, cái bụng nó phồng xẹp, cái đăng điền nó phồng xẹp, cái này mới gọi là thái cực khí công. Nếu người múa thái cực mà cái bụng không phồng xẹp là thái cực quyền. Nhớ nha, không lộn xộn á. Múa thái cực quyền mà cái bụng nó không có phồng xẹp đó. Làm sao múa gì kệ mẹ này, múa đẹp kệ cha mà nhưng cái bụng nó không có phồng xẹp. Thì thằng đó không phải thái cực, thằng mà phòng xẹp lối dịch cái bụng lên cái này nè. Rồi thằng này là nó phải là thái cực khí công, nhớ cái phân biệt đó. Thì cái bài thiết cái này nó có những động tác, nó có khoảng 12 động tác. Khi tập á, là nó phòng xẹp, làm một cái nó phòng xẹp, làm nó phòng xẹp, lắc rồi tôi chỉ nó phòng xẹp lên. Đó là cái bài này, gọi là bài đăng điền. Luyện đăng điền, mà đăng điền luyện được thì hồi âm sẽ luyện được, bách hồi sẽ luyện được và cái lưỡi. Khi luyện đăng điền khí công nhớ nguyên tắc hồi nãy nha. Cái lưỡi của mày là để đâu? Nó thở là thở đều, cái thở phổi thở đều, không có được nín, không có gì hết. Thứ hai là các động tác để cho đăng điền nó căng và mềm đó. Và cái căn mềm này nó phải theo thái cực, tức là có theo cái hình dài nó dương bên này, âm bên này, và số này số 0, tức là nó căng ngưng thả. Mà cái bụng á, cái bụng ở dưới cái chỗ đăng điền nó căng, tức là nó lõm, nó ngưng thả, tức là nó về căng lõm xuống nhà rồi nó ngưng đứng vậy thả nó bằng lại vậy. Cái này là đang đè xuống, cái này không đè xuống là giữ. Thường thường cái người ta là khi tập á là hóp vô mà không giữ được là nó bung lên lại. Còn này hóp vô mà giữ được mới gọi là thở được. Chứ mày hóp vô biểu giữ là không giữ được là không thở được. Ví dụ giờ tao biểu hóp vô dài nó hóp vô là nó giữ được. Còn hóp vô vậy cái nó tự bung lại là chưa điều khiển được. Hóp vô nó phải giống giữ bụng, thấy không? Nha. Ngó mình mới thấy. Hóp là giữ được. Thả.
hot đó, thấy không, thụp rồi hay lắm à, khó lắm à, có vậy chứ khó lắm à. Mà không cần nhìn á, mày mở bụng tao biểu hot, mày đợi tao biểu nó hot là nó hot hot rồi, thấy không, à, hot hot hot, mà tao không không thèm nhìn á, mà thấy dưới này. Lúc đó là người nó giống như cái bọt bọt biển á, hút cái gì luôn á, chứ phải là không phải là hai cọng gân nó kéo mà không có đâu, còn gân gân thì mày làm được, mày có gân đâu, cái này nó có gân gân gì đó, cái này ở cái lõm ở giữa giữa cái đăng điền mà dưới này nè, ngay chỗ này nó hụt nó thỏm vô dày mà nó hõm hõm như đây thử á, đừng đứng yên đố mày làm được á, không luyện không làm được, mày cố mà cái bụng thì thoát được nè, được, còn cái chỗ đó đó là không có thoát được đâu, chỗ đó luyện mới được. Đó là cái bài này, bây giờ cái bài này đầu tiên là lát hồi anh học khoảng 6 động tác, 6 động tác để cho cái đăng điền nó cứng mềm đó. Bài này xong cái hết cái giờ này là bắt đầu tự dạy dậy lên cái bài bắt đầu cẩm 7-8 là cho hết 7-8 cứng mềm, cái này luyện cứng mềm bây giờ vô thì chỉ cái 6 động tác này cho tập đi, bây giờ qua tới dạy cái bắt đầu cẩm trước.